Mến chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay quay trở lại tiếp tục với nhà vườn anh Văn Giang, giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép rất là nhiều màu hoa rực rỡ nha bà con. Đặc biệt có cái cây hồng gân đang rộ rực hoa, với lại thái hồng, một màu của ngũ sắc thái là màu thứ sáu, rất là đẹp luôn. Sau đây mời bà con và các bạn cùng gặp anh Văn Giang để chi tiết hơn những cái cây hoa đẹp khác nữa nha bà con. Rồi Rồi, chào anh Văn Giang. chào bà con mọi miền Tổ quốc gần xa ha, chào anh Liêm. Nay số hoa giấy thành phẩm đang có hoa rực rỡ như cả nhà. Giao lưu với nhà ha, dưới đang búp. Rồi, đầu tiên cây số 1 là cây cẩm thạch tím tiết ha. À, nhỏ nhắn xinh xinh để bàn nè. Cao 57 ạ. Ngang nó 43. Vành gốc đây là 11 ạ. À, đế như trên hình hay gọn gọn vậy luôn ha. Mã số 1. Giao lưu của nhà là 190k ha. 190. Cho mã số 1 cả nhà. Rồi. Là bao ship luôn nha cả nhà. Bao ship tận nhà luôn cho Tặng bà con nhà luôn. cả nhà cho mua một chốt cho mã số 1 là mắc 190 cho shipper tới nhà không tốn phí ship gì nữa ạ. Cái mã số 2. Cẩm thạch. Đây. Cam cầu vồng trắng và đỏ. Ba màu mã số 2 cả nhà. Cây cao nó 75. Ngang nó 50. Mình cổ đây là 13 gửi gần 14 cả nhà mình đây. Cây ba màu này xin giao lưu của nhà mình là 240k ha. 240. 240 cây cẩm thạch ba màu ạ, mã số 2 ạ. Rồi. Tên mã số 3. Hồng gân nha cả nhà. Hồng gân hoa rất đậm đẹp. À, đổi màu đẹp không ha, đậm. Này hoa đậm. Cao đây là 90. Ngang đây là 90. Vành cổ là 15 cái nhà mình đây. À, đế trắng sạch luôn ha, như trên hình luôn nha. Hồng gân này xin giao lưu của nhà mình là 350k ha, cho mã số 3 cả nhà. 350. 350 cái hồng Hoa gân đẹp. trắng sạch rồi. Rồi. Mã số 3. Tất cả đơn hàng đều bao ship hết luôn nha Đúng bà rồi, con. em tất cả đều bao ship ạ. Cái mã số 4. Hai màu hoàng kim nha. Wow, bông đẹp dữ luôn. Đây là hoàng kim đỏ đó nha. dạ vàng kim vàng Hoàng kim vàng, ba màu mình sẽ thấy hai vàng dạng tính hoàng tính kim, đỏ hai đi hoàng kim. ha. Cái này cao nó là 70 và hoàng kim cao 70, ngang nó 65, vành cổ là 14 cái nhà mình nè. Hai màu vàng hoàng kim này xin giao lưu của nhà mình là 300k ha. 300k. À, vàng hoàng kim và đỏ hoàng kim À, nha bà vàng hoàng kim và đỏ hoàng kim nha. Đây nó có một giờ tính hai màu ra lên bông hai màu. con. Rồi, ok, Mã tính số hai 4 thôi. ạ. Cái loại hoa rất là mới đẹp. Mã số 5. Rất là ít có trên thị trường. Ngũ sắc ở nhà mình đây. Đây, cây ngũ sắc. Ngũ sắc thái nè. À, đỏ nè, trắng phước hồng, tím sen và vàng bên Đỏ kia. trắng phước hồng tím sen cam vàng ha. Đây quay màu vàng cho cả nhà thấy rực Đây, đó. rỡ luôn. Vàng đây, cam đây. Cây cao 90, ngang 85, vành cổ là 12 gửi gần 13 nhà nè. Mã số 5 Cam đến đây nó đẹp. cũng đã lắc rồi kìa. Mã số 5 ngũ sắc xin lưu nhà là 350k ha, 350. 300 gửi cho ngũ sắc thái cả nhà. Mã số 5. Cái mã số 6 Hồng gân. hồng gân luôn. À, hồng gân bông đậm đang ra hoa đó ha. Cây cao là 95. Ngang lên là 95 luôn. Vành cổ là 16 cả nhà mình đây. Đó, gỡ nó nhô như trên hình luôn ha. Mã số 6. Chẳng cho luôn cả nhà là 350k luôn ha, cho cái hồng gân mã số 6 cả nhà. 350, cây đang full hoa, hoa đẹp luôn, lên Đó. màu đỏ tươi luôn nè bà Vừa con. nở vừa búp còn luôn ha. Hoa đã. Mã số 6 ạ, hồng gân ạ. Mã số 7. Cẩm thạch ba màu ha. Đây, cam cầu vồng, tím siêu bông. Nè, cam cầu vồng nè. Chiếc Kagata nữa Chiếc nè. Hồng Kagata Kagata ha. ba màu, Số cẩm 7. thạch. Cây cao là 70. Ngang 53. Mình cổ đây là 13 cái nhà nè. Đó, đế sạch trắng luôn nha. Mã số 7. Xin giao lưu của nhà là 240 luôn ha. 240k. Cho mã số 7. Cẩm thạch Rồi. 3 màu cả nhà. Đây, mã số 8. Hết biết Tiếp cái hồng theo lửa này bữa rồi. cây thái hồng. Thái hồng cả nhà, mã số 8.
cao tới đây là 1m15. Phơm tàn quá chừng luôn ha. Ngang là 90, dữ lắm mà. Quanh cổ này là 25 hơn cái nhàm nè, cục đế nè, thứ già quá này. Chừng cục đế. Hết biết cái bờ đế nè. Thái hồng một màu không nghe cả nhà. Tàn vậy luôn. 450k cho cái thái hồng này nghe cả nhà. Phơm tàn như cái dù luôn ha. Phơm tàn như cái dù thiệt nè. Hết biết cái cục đế nè. Mạm luôn ha. Hai tay dưới đây không giáp ha, mới giáp à. Đế luôn. Mã số 8, 450 cho cái thái hồng nghe cả nhà. Rồi. Tới mã số 9. Cây cam lửa nè, tím tuyết, trắng tuyết là được 3 mặt hoa rồi đó. Thường là 3 màu lửa, 2 màu tuyết. Rồi. Nè, lần này ngũ sắc nè cả nhà. 3 màu lửa và 2 màu tuyết, cao 80. Ngang nó 60. Bình cổ là 13 cái nhà mình đây. Mã số 9 ha. À, đế sổ như trên hình luôn ha. Cái này xin cho lưu cái nhà mình là 340k cái nhà mình đây. 340. 3 màu lửa, 2 màu tuyết, đang full 2 vậy nghe cả nhà. Rồi. Mã số 9. Số 9. Mã số 10. Cam cầu vòng đỏ và cẩm thạch tím ha. Cam cầu vòng, tím siêu bông. Tím siêu bông đây. Cam cầu vòng đang hoa. Ừ. Đây, cẩm thạch. Cẩm thạch cam. À, ba màu hoa. Ba màu cẩm thạch. Cao nó 65. Ngang 50. Bình cổ là 16 nha cả nhà. Đó, mã số 10. Này xin dư lưu của nhà là 240k luôn ha. 240. 240 cẩm thạch ba màu, mã số 10 cả nhà. Mã số 11. À, ngũ sắc. Ngũ sắc. À có nè, đỏ thêm một màu tím lửa nè. Thêm màu tím lửa cả nhà. Tím lửa. Và những cái màu thái. Tím lửa và thằng này là tím bướm nè. Đây ha. Tím là nếu mà ấy kìa là được 7 màu đó. 7 màu. 5 màu thái. Tím bướm, tím lửa. Và thêm màu tím bướm, tím lửa. Cây cao nó 90 ngay chỗ đặt nha cả nhà. Ngang là 75. Cao 90 ngang 75, hoành cổ là 13 gữ ạ. À, mã số 13, 11 ha, xin giao lưu với nhau là 350k cả nhà. Rồi, 350 gữ mã số 11, 7 màu. Mã số 12. Red pizza. Không, để nè. Cây đang siêu hoa luôn ha, cho cây đọt non là ra bông quá chừng. Cao nó là 80. Ngang là 65. Đây là hoành cổ 20 chỗ này cả nhà. À, bộ đế như chỉnh hình luôn ha. Để đẹp. Để đẹp luôn. 350k cho cây mã số 12 Z Visa cả nhà. Rồi. Ok. Cái mã số 13. Đó. À, 5 màu ha. Tím lửa. Giờ 3 màu lửa ha. Một màu tiết. Rồi. Mới 4 hả? Cái này mà coi như là có một màu trắng tiết thôi. Ừ. Và 3 màu lửa. Tính cái này 4 màu ha. Giờ chưa lên kia. Cao là 75. Cao 75 ngang 65. Cây này 4 màu hả cả nhà. Đế một cục đẹp luôn nè. Bành cổ là 15 ạ. Mã số 13. Cái này xin lưu nhầm là 340k ha. Cụ đế rất là đẹp quá luôn. Cụ đế quái 340k cho cây 4 màu ha. Rồi, ok. Cây 4 màu. 3 màu lửa và 1 màu trắng tiết ạ. Cái mã số 14. Đây, 1 màu hồng đây. Thái hồng cái loại này cũng rất ít nha bà con. Ít, đúng rồi. Nhưng mà ghép chung với 5 màu thái là ra được 6 màu. 6 màu thái. Còn 85. Ngang 70. Quanh cổ là 16 nha. Rồi đế sổ về như trên hình ha, đặt luôn nha. Trắng sạch. Này quý bà con mình đang mua về mình lấy bo mình ghép là tuyệt vời luôn ha. Quá chừng bo luôn nè. Cái thái hồng mã số 14 xin như lưu cái nhà là 350k ha. 350. 350 cho cái thái hồng mã số 14 cả nhà. Quá đẹp. Cây bo tược còn rất nhiều luôn. Bà con nào mình chưa có màu thái thứ 6 thì bà con mình nên sưu tầm ha. Mã số 15.
một màu lửa nha, đỏ lửa luôn ha, đỏ lửa hết biết lửa, cái tàn đặc nữa, cái cao là 1 mét ạ, ngang là 87 ạ, cao mét ngang 85 đi, hoành cổ là 15 rưỡi cái nha, để còn sâu dưới luôn, để trắng sạch như trên hình luôn nha, đó. Cái đỏ lửa xin cho luôn nhà là 350k ha. Tàn thượng đồ cũng tròn đẹp ha. Tàn đặt tàn 350, mã số 15 đỏ lửa đó nha. Rồi. Mã số 16 là 3 màu tiết ha, 3 màu tiết. Trắng tiết, tím tiết và hồng tiết ạ. À. Đó. Đế này quá đẹp luôn nè, nhìn này, hết biết một đế nè. Đế rất là quái. Cái cưng à. Cao là cao 90. Ngang 75. Mình cổ đây là 19 rưỡi nha, bộ đế sạch đẹp luôn nha cả nhà. Đế 19 rưỡi ha. Sổ dài đây là 39 ạ. À. Ok, 3 màu tiết này, xin như luôn cả nhà là 380k ha. Quá trời, cái bộ đế đẹp, bộ đế này đẹp thiệt, 380k sạch bon luôn. Dạ, 3 màu tiết. Mã số 16 nha. Mã số 17. Red pizza ha. Cái red pizza, màu đỏ pizza. Đỏ cái bánh pizza ha. Hoa nó rất là nhiều rồi con ơi. Cắt cơi cái nó ra đọt. Đang rất đẹp này, dòng này xuyên hoa đã. Cao 75. Ngang 55. Phần cổ là 16 cái nhầm nữa. Đó, bộ đế này cũng đã luôn nha. Nhìn nè. Lắc lượng vậy ha. Mã số 17 cái red pizza xin như luôn cái nhầm là 350k ha. 350. Mã số 17 cả nhà. Rồi. Mã 18 ha. Tám giờ mã như mã chót đi nha. Cho. Có đỏ lửa nè, đỏ lửa, trắng tiết tím tiết. Trắng tiết tím tiết và tím bướm nha. Tím bướm. Bốn màu. Thường 5 màu lắm mà giờ tính bốn màu tính mình 4 thấy bốn mặt ra hiệp 2 ha. Mã số 18. Cao là 89 ạ. À. Ngang đó là 60. Cao 89 ngàn 60, hoành cổ 14 nha. Trắng sạch như trên hình luôn nha cả nhà. Hình như 4 màu ha. 4 màu. Này xin luôn nha là 340k cả nhà mình nè. 340. 340. Rồi, mã chót cả nhà. Cả nhà có hợp nhãn mã nào calo số điện thoại của em là 0795428752. Rồi, chào cả nhà. Rồi, mình chào anh Vân Trân nha. Mình chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Hy vọng bà con sẽ hợp nhãn và chốt những cây hoa đẹp như thế này nha. Liên hệ số điện thoại dưới góc trái màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn anh Vân Giang nha bà con. Bye bye bà con.